Bây giờ Duyên sẽ thiết kế cho mày chị nha. Rồi, đối với cái cặp chân mày của chị á, lông chân mày thì nó hơi thưa, nó hơi ít ấy, và nó tập trung chủ yếu là ở cái phần giữa chân mày này, còn phần đuôi là hầu như không có miếng gì luôn á. Ý nói là giờ em chỉ vẽ sang theo cho chị của chị cho đẹp. Rồi. Cái đuôi là không có hẳn. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên. Dạ, ok chị. Đầu tiên là Duyên xin phép tỉa mấy cái cọng lông chân mày lộn xộn bọc ở ngoài form nha. Và tỉa xong bắt đầu Duyên vẽ cho nhá. Rồi, ok, chị nhắm mắt lại cho Duyên ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tỉa đi những cái cọng lông chân mày mọc lộn xộn lung tung ngoài cái khung xương chân mày cái của khách hàng nha. Đây là những cái sợi lông chân mày mọc lộn xộn nên cả nhà đừng có tiếc. Chúng ta phải giữ tối đa những cái cọng chân mày mọc ở ngay khung xương cái này này. Thì phải giữ lại. Còn ở trên này nó dư này, ở dưới này nó dư thì bỏ đi này. Đối với cái chân mày của chị á thì gần 3 đường bút cơ bản là ra chân mày đẹp tự nhiên rồi nha. Đầu tiên này chúng ta sẽ đặt từ trên đỉnh đi ra đuôi lai trên một đường này. Đường thứ hai là từ eo này đi ra đuôi lai dưới là đường thứ hai này. Đường thứ ba là từ eo chìa vô phần đầu lai dưới để ăn rơ được cái sóng bụi này. Và thứ tư là chúng ta sẽ phối màu ở bên trong. Sau đó thì phối màu bên trong á, phối làm sao chỗ nào có lông rồi nén ra, chỗ nào chưa có lông chúng ta phối vào. Và Duyên sẽ phối cái màu chì làm sao để nhìn giống như là sau khi chúng ta mới phun xong á. Để lát nữa phun xong đưa chị cái gương chị ngó xong là chị thấy cái màu sắc như thế nào. Để sau khi phun xong màu y chang như vẽ vậy đó, vẽ với phun vậy một màu y chang nhau. Thì lúc đó chị không có bỡ ngỡ, chứ không có bây giờ ví dụ Duyên vẽ hơi đậm tí hoặc là Duyên vẽ hơi nhạt một tí. Lát nữa chị coi gương vẽ xong một màu rồi coi gương phun xong một màu chị lại bỡ ngỡ, chị lại thắc mắc tại sao thế này thế kia đúng không? Cho nên Duyên sẽ phối làm sao cho chị hình dung ra được cái chân mày phun xong nó như nào luôn nha. Vì khách của hàng của Mai Sa rất là đông, một mình Duyên không thể làm hết cho khách hàng được. Suốt 25 năm qua khách lúc nào cũng đông là vì có đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, tay nghề giỏi, gu thẩm mỹ tinh tế, được đích thân tổng giám đốc Mai Sa cầm tay chỉ việc đào tạo bài bản ra, nên không gặp Duyên cũng phải đẹp nhá. Nhưng các chị yên tâm. Đó, bên này là vẽ xong rồi này, còn bên này là chưa vẽ nha. Lông chân mày thì ít thưa thớt này, rất là nhạt, rất là mỏng này. Còn bên này là vừa mới vẽ xong một bên. Mọi người thấy một sự khác biệt không hề nhẹ không ạ? Chị em mới vẽ cho bạn chị xong rồi đó. Bây giờ chị thấy cặp chân mày của bạn chị sao? Đẹp hả? Rồi, còn bản thân chị xem gương thì chị thấy cặp chân mày này như nào? Đẹp. Đẹp đúng không? Đó, mới vẽ một bên đó, chị thấy ưng không? Đẹp. Chị thấy bà vẽ cho bạn chị như vậy ok chưa? Đẹp rồi đúng không? Ok, vẽ nốt bên còn lại ha. Dạ. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp, đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, tay nghề giỏi, Mai Sa đã làm đẹp thành công cho hàng triệu khách hàng. Thì còn chần chừ gì nữa, hãy tới ngay Mai Sa chi nhánh gần nhất để làm đẹp tại ga mà hoàn toàn không lo về giá. Hàng hiệu, giá bình dân, Mai Sa đến là đẹp.